Phật giáo này nó phải sống động, nó phải làm sao mà hấp thu những người trẻ vào đây thì cái đó cũng hơi khó. Nói thì nghĩ như ngày trụ trì đây cũng đang tu tịnh độ gắt gao, còn ngày tổng dĩnh thì phải nghĩ là làm cách nào để Phật pháp này nó thích ứng với lại cái xã hội này, không phải là riêng dành cho người Việt Nam, bởi vì thật sự không phải mình độ cho chỉ cho người Việt Nam không? Vì trong tương lai thì còn những cái đứa trẻ Việt Nam mình muốn nó nói tiếng Anh, nói tiếng Việt không được nữa. Làm sao rồi những người xung quanh mình đã sống trên nhiệt cô đã cái hoang đảo, những người thế giới xung quanh người Mỹ đi ngang đi dọc họ cũng không biết mình là ai, mình không làm được cái gì, không thắp sáng được ngọn đèn cái đức bổn sư mà, thấy không? Là nó thế đấy. Hồi xưa thầy lúc thầy học Phật lúc đó thầy mới 31 tuổi rồi, thầy cũng có nhiều cái kỳ vọng. Thầy nghĩ là thầy đi rồi thầy về trở về thầy cũng thắp đèn của Đức Như Lai cho sáng, mà thật sự lúc đó thầy cũng nghĩ niệm trường Phật pháp cho người Mỹ. Với thầy nói là nếu tiền đồ Phật pháp muốn sống lâu dài ở đây mà phao sanh sâu nảy nở thì phải cần cùng nhau đóng góp một chút, cũng thường chút. Thầy đang vẫn biết, không biết cái nhân duyên. Hiện giờ mà hai cái mà thầy thấy nó hơi xéo xéo, hai cái mà Phật giáo mà tương đối mà phát triển mạnh nhất là của bên Mật Tông Tây Tạng với là bên Nam Truyền. Tại sao bên Nam Truyền họ có lợi thế là các thầy ở Tích Lan tiếng Anh họ giỏi, họ nói tiếng Anh như là người Mỹ, họ viết sách rất là hay, giống như cái ngày mà Wapola Rahula mà viết thứ mà What the Buddha of Thought, ai đọc chưa? Thôi thì con dạy giới thiệu con có đọc không? Bổn nghĩa. What the Buddha of Thought, Đức Phật đã dạy cái gì bằng tiếng Anh? Thầy cũng khải đó thì đọc cũng nói một thầy mê, thầy thích lắm, thầy cũng biết tiếng Anh mà hay hơn cả người Mỹ. Viết cuốn sách mình đây là từ một cái trình độ bác học mà viết văn chương của một người bảo bước mà viết được tiếng Anh hay quá trời. Thì bởi vì mà tại sao mà Phật pháp Nam Truyền nó mạnh như vậy? Bây giờ mà tạm tin người lông yêu cũng ít nữa. Thành ra bây giờ cái bộ mà Nikaya mà bằng tiếng Anh là cho ông Tỳ Khưu Bồ Đề, ông bỏ 200 năm để ông dịch toàn bộ lại bằng văn chương tân thời, tức là cái đường cái là modern English, cái bộ cũ là nó cách cái đây hơn 100 năm là nó cũ rồi, thì nó
dịch lại toàn bộ mà rất là đẹp mà anh nói nó rất cổ thơ phong, người ta đọc cái đó và trong kinh. Và người thứ hai là người Tây Tạng mà nhờ được cái uy đức của Đức là Lama, thì nó nhiều cái học giả Tây phương mà theo đào xuống và xung giúp cho ngài Lama dịch tiếng kinh điển Tây Tạng sang tiếng tiếng Anh nhiều, rất là nhiều. Còn cái truyền thống mà Phật giáo tiếng Tàu tiếng Hán này thì nó không phát triển được nhiều, là bởi vì cái tôi nói cái xin lỗi này, người Tàu họ kỳ lắm, họ không có cái hứng thú là truyền Phật pháp cho người khác, họ chỉ lo cho họ mà, cho nên họ không có đào tạo những cái vị tăng một cái tiếng Anh để dịch tiếng Anh từ tiếng Hoa sang tiếng Anh, tiếng người Mỹ giới thiệu cho người Mỹ biết cái Phật pháp, cái hoàn truyền ở bên được theo con đường rủ ông điện tử ở Bắc Ấn Độ qua bên Trung Hoa là một cái tài thần kinh rất là lớn. Cảm thấy cũng buồn ha. Rồi cái Phật pháp hoàn truyền theo kiểu mà cổ truyền, rồi bây giờ khuynh hướng niệm Phật cầu giảng sanh thịnh hành, những cái gì không có đúng chú trọng người trẻ mà chú trọng người già nhiều quá. Thầy đã tạo đạo Phật theo cái truyền thống Việt Nam mình thì bắt chước của Đức Phật là nó thiếu cái sinh khí. Thầy Pháp Chánh không làm được cái gì, thực sự là gì có gì để phước, mà một cái thứ hai là cũng cái tài năng của mình, cái đời đạo hạnh của mình không bao nhiêu á, hiểu không? Thì thực sự có chút đỉnh cái kêu là tâm đắc với lại Phật pháp thì không truyền cho ai được, phải không? Thì bây giờ hôm nay mình tụng mình thực sự nếu mà theo mà cái truyền thống tịnh độ thì niệm A Di Đà cầu giảng sanh tịnh độ, phải không? Ai ở đây niệm Phật mà không cầu giảng sanh độ không? Không thân không giảng sanh độ. Không, muốn giảng sanh tịnh độ chứ. Mà sao đưa tay lên thằng đó, ai niệm Phật mà không cầu, hôm nay hỏi lại, có ai niệm Phật mà không cầu giảng sanh tịnh độ thì đưa tay lên. À, thì con quay con. Ok, tức là tất cả những người này đều cầu giảng sanh tịnh độ hết không? Vậy là bỏ thì có chết lên mình rồi. Ok, tức là hồi sáng thì quý vị cảm thấy tương ưng không? Cảm thấy là cái phương pháp này mình tu là có hiệu nghiệm không? Có cảm thấy có hy vọng không? Hy vọng không? Tuy nhiên là nên con mình rất là hy vọng. Anh cho anh hy vọng thường phóng thường sanh nữa. Không thì vậy đi, nếu là cái niềm tin tôn giáo làm cái gì mình thấy mốt thầy thấy mốt làm sao nữa, cho ta cho chúng chinh dựa thầy nhìn cái cột cái nó thẳng luôn, thầy nhìn hay là hơi sơ xém xin lỗi ngài. Còn muốn bật cành thì ngài thì cái phương pháp mà của người Trung Hoa thì dĩ nhiên là cầu giảng sanh tịnh độ, thì Nam Mô A Di Đà Phật thì ai cũng nghĩ là sẽ giảng sanh tịnh độ. Thì năm ngoái thì có giảng về cái cuốn mà tình độ thương lượng cái gì đó, ai còn giữ không, mà đã đi đâu rồi, là quá khứ rồi, có đọc không? Có hiểu không? Có tâm đắc được gì không? Con hiểu từ 40%. 40% là khá lắm rồi đó. Không, mà con đọc có nhiều cái con không hiểu á, thì con đọc tới lần. À vậy hả? À, thì thật sự là cái này cũng là khoảng trương tinh độ, nhưng mà nghĩ là cổ võ là nên, trong khi cầu nhãn sinh tình độ thì nên trang nghiêm tình độ. Thứ hai nó khác nhau, hai cái nó phải bổ túc cho nhau mới được, chứ nghĩ cầu sinh tình độ mà không trang nghiêm tình độ thì khuyết cộng hạnh của nó, hiểu không? Thì thấy giống như bây giờ thầy thấy là thí dụ như ngày trụ trì này cũng là đang trang nghiêm tình độ đi Ấn Độ để làm cái gì đó hả, từ thiện hay gì đang làm từ thiện đúng không? Có phải ngài đang làm đó không? Hay là đi du hành? Thầy không biết. Thầy nghĩ là thầy đang đi về đó, thầy nghe nói cũng đang lập, có lập một cái trường học ở Ấn Độ nữa, rồi cũng đem tiền qua để bố thí cho những người nghèo, những người đó là tu cái pháp môn tịnh độ bằng cách trang nghiêm tịnh độ. Thì đem về tiền về Việt Nam, ví dụ như là phóng sanh hay là
xây nhà hay là giúp cho những trại tế bân, giúp cho người bệnh, những người nghèo, thì đó là tăng lên trình độ, hiểu không? Đúng không? Thì vừa tăng lên trình độ mà lấy từ lương nó để mà cầu giảng sanh cực lạc, thành ra thầy trụ trì hình như là cái mẫu tẩm sanh có phần hậu đảm hơn hơn mình, hiểu không? Thì cũng mừng nha. Thì bây giờ đó thật sự là mình ở đây đó muốn nói đó là mình nói một cái vấn đề mà cầu giáng sanh tịnh độ, thì trên nguyên tắc trong cái 48 nguyện, thật sự 48 nguyện hoặc là 26 nguyện hoặc là 36 nguyện tùy cái bản dịch, tùy bản dịch trên và A Di Đà kinh nghe nói nó có ba bộ, nhưng mà biết nói được cái dùng trần thân thì nó chánh, phải không? Ba bộ kinh phải không? Mình ăn số một thì thấy gì vậy, như chấm đỏ phải là cắt gạo, cắt gạo thì phải cần giáo lý thì phải rằng nhỏ ba bữa giờ con màu xanh cho con sáu chấm nữa. Thì có ba bộ kinh phải không? Là cái gì? Kinh A Di Đà, gì? Kinh Vô Lượng Thọ, có Vô Lượng Thọ, gì? Niệm Phật Ba La Mật hả? Không, Niệm Phật Ba La Mật không phải. Niệm Phật Ba La Mật là kinh sau này, là không phải trong cái ba tạng kinh của ba cái bộ kinh của Tịnh Độ Tông. Đó là Vô Lượng Thọ, có Vô Lượng Thọ, và Di Đà kinh. Và Di Đà kinh thì dịch ra có hai bản dịch, nghe không? Tức là của ngài Phổ Đà Ma Thập và của ngài Huệ Tráng, và cái đặc biệt là chỉ có Vô Lượng Thọ là được dịch nhiều lần nhất trong theo truyền thuyết là dịch đến 12 lần. Nên là tính toán với bản kinh rất giá trị, rất là thích, nên là tại sao là các ngài phải bỏ công dịch nhiều lần rồi. Nhưng mà mình thất lạc hết 7 bộ rồi, tức là bị đi nước tàu hay bị chiến tranh, rồi các ngài dịch đó, các ngài mà dịch sư đó, khi có khi vừa dịch đang lúc trong lặng loạn lạc á, rồi đem theo cái bản cảo cái đi, rồi cái dọc đường mất tiêu, hoặc là ta sao chép lúc đó đâu có như mình một lần in cả ngàn quyển rồi phát thành rộng rãi để internet đâu, có ta sao chép bằng tay viết hay là bằng tay đưa vào và đệ tử gì đó. Rồi nhiều khi không có phổ thông rồi ta biết hết, là tội nghiệp. Tại sao mình thấy cái thử cái hy sinh của các vị mà sư mà đi từ Ấn Độ qua để mà quan truyền Phật Pháp, mình thấy hiện đó là một sự hy sinh lớn lao. Cái người Ấn Độ họ đem kinh điển của nước mà họ đem đến nước Tàu để họ dịch, để họ phòng truyền pháp môn, trong khi người Tàu họ nghĩ rằng để muốn học kinh điển của họ học tiếng Tàu. Nó cũng hơi kỳ, bởi vì mình thấy cái tinh thần bảo tốt. Thế là ví dụ như phải huấn luyện những cái các sư mà biết tiếng Anh, mình đi qua nhìn lên tay để dịch kinh điển cho người ta, mình đi cho người khác vui, cho người Tây Phương họ nghe, họ biết, cũng không phải làm gì. Thấy không? Cho nên tại sao mà thầy giữ nó lại, thầy dịch kinh. Thôi lạ ha, nghe đây có vẻ không có giống ai đây hết đâu. Thầy có đi tịnh độ. Hồi xưa 30 năm trước thầy cầu đi tịnh độ, bây giờ thầy có ở lại. Thế vì bị đi hết rồi, ở lại đi nhà trống không à, nó phải ở lại ở nhà. Thì hy vọng rằng tất cả những hành giả đây mà cầu giáng sinh tịnh độ nên bản sao. Mô Phật. Cảm ơn thầy. Ok. Thì nhưng mà bây giờ muốn thực sự là muốn bảo đảm vãng sanh thì chỉ như là hồi xưa thầy cũng nghĩ rằng hồi lúc thầy mới vô đạo thì rất là thật sự là gia đình thầy tu tịnh độ từ nhỏ, thầy biết tịnh độ, thầy không biết tịnh độ nhưng mà thầy bắt đầu tụng kinh Di Đà vào thì 8 tuổi rồi, thấy không? Đó là cái gia đình đó cũng có thiện căn với Phật, có một tịnh độ. Rồi ông ngoại thầy sau này xuất gia cũng có chùa, thầy cũng đến tới lui vậy đó, nhỏ thứ gì đó nhưng mà đại khái cũng thấy tượng Phật cũng sạch xì xì sụp sụp vậy đó. Nhưng mà nó có dân căn thiện căn sâu dày, thì mà thầy
đi xuất gia qua bên Đài Loan thì thầy nghĩ rằng thầy phải giảng sinh tịnh độ, thấy không? Rồi thầy cũng tham dự Phật thất, rồi thầy cũng đủ làm đủ thứ. Rồi lúc đó là bên đó là có những cái Phật thất cũng cả tuần lễ vậy đó, mà còn nhận các gâm mình nữa. Thì không biết, thì cái duyên nó chuyển thôi, thì cái đó tâm vô thường mà. Nhưng mà thầy nghĩ là tu tịnh độ là đôi khác. Thầy chú trương nặng người trang nghiêm tịnh độ hơn, tức là thầy phải làm cái gì cho cái đóng góp được cái gì của nghĩa là sự độ hàng cá nhân, sự độ vỡ theo thì cái sức lực của mình, thì cái nhân duyên của mình làm cho thế giới nó là trở nên nó tốt đẹp hơn chút. Bây giờ thế giới càng lúc càng khủng khiếp, mình thấy mình nản dễ sợ. Rồi bây giờ cha mẹ mà giết con cái rồi gì đó mà ở cái là đưa súng bập bập bập, không có cần nói nhân nghĩa, không cần có suy nghĩ, không còn cái gì. Nếu bây giờ thì vô, bây giờ thôi thì cũng được đi, sợ quá thì mình chạy mình đi cho khác, mình tị nạn, thì bây giờ mình có trường tình độ nào cao siêu hơn đường trở lại cũng được, phải không? Nhưng chạy hết làm sao vậy? Rồi ai ở lại để giáo dục những người đó? Bây giờ họ xấu rồi nhưng mình không ở, là mình không có chỉ dẫn họ, không có cho họ cái cơ hội để họ nghe được Phật pháp, thì ai thì làm sao họ cảm lúc còn xấu hơn. Đấy, bây giờ thí dụ như nó tôi về đó là tôi tu rồi, muốn tôi cởi thì rồng ở thì nó được, nhưng mà phải nhanh mới được, phải nhanh mới được, chứ đừng để đi lâu quá, nhất là đừng bây giờ cầu hạ sống hạ sanh. Cái câu nãy chứ thập niệm nó sao này, thầy nó không nên nói câu đó nữa, là phải nhiều niệm chứ đừng có thập niệm được. Thập niệm không bảo đảm gì hết, thập niệm không bảo đảm gì hết, thấy không? Có niệm phải chuyên chú niệm là sao, tinh tiến là sao để ấy, chứ còn nếu mà chỉ cầu cái nãy chứ thập niệm chứ cầu người niệm bản sanh rồi ý cái đó ý đó, cứ nghĩ dễ quá phải. Bởi vì cho nên mình có cái mình nó có cái khổ, như con người nó khổ vậy nè. Nó khó quá thì nó sợ, nó không học. Mà nó dễ quá thì nó không chịu học luôn. Phải không? Khó quá thì nó thôi khó học, không thôi hỉ đậu, không chứ thì nó không chịu học cũng rồi. Còn nó dễ quá thì nó chỉ cần được 10 điểm thì bắt đầu nó dễ 10 có niệm học chứ. Hay là rốt cuộc con người nó khổ cái gì, không biết sao motivate nó. Làm sao cho nó kích động được nó tu. Thì nó có tất cả những gì đến đây. Tu tập là theo điều tôi do thiện căn được quá khứ. Bởi vì trồng rất là sâu, bởi vì có cái duyên với ngài Di Đà như đến đây vì tu, nhưng mà không có nghĩa là thầy nghĩ rằng cái giảng sinh tịnh độ nó có 3 trong 48 nguyện đó, nó có đến 3 nguyện để giảng sinh, tức là 3 cái điều kiện hoặc 1 cái điều kiện, thấy không? Mà cái số các lời nguyện nó từ 24 nguyện. Bản như ít nhất là 24 nguyện, là bản đời Hán, bản đầu tiên là 24 nguyện. Thì cái bản nhiều nhất là 48 nguyện của ngài Khương Văn Khải. Và cái bản cuối cùng là 36 nguyện, tại sao số nguyện thay đổi như vậy? Và cũng nhiều khi như cái nguyện khác nhau rất là lớn. Thì có nhiều người họ các tổ nói là tại Đức Phật giảng nhiều lần, mỗi lần tùy cơ nói pháp này nọ. Thì cái đó là mình tin như vậy. Thì tại sao có sự sao luật mà cũng như vấn đề mà đặt cho Phật tử pháp môn Diệu Âm cũng vậy. Cái trong cái kinh A Di Đà mà kinh Vô Lượng Thọ của đời Hán, đời Khương Văn Khải không có. Mà đến cuối cùng, cái bản cuối cùng là bản đến đời Tào Đà Đường đó, thì trong đó mới có là cuối cùng Đức Phật thọ kiến cho những người trong giáo pháp hội là pháp môn là Diệu Âm để hội được. Thành ra mình không biết cái đó là Diệu Âm, nó ở đâu phát xuất, thấy không? Thì mình tin thôi, mình tin cái đó là thế nào mình không biết. Nhưng mà theo nghề thầy nghĩ là phải cái tu tịnh độ phải tu toàn, phải tu nhiều câu hạnh, chứ không phải chỉ Nam Mô Di Đà Phật không. Nam Mô Di Đà Phật không thầy nghĩ là không đủ. Bây giờ ví dụ cái gì này Nam Mô Di Đà Phật,
mà mình có kháng với lại Đức A Di Đà hay không, mình có mỗi ngày mình tăng trưởng đức tin hay không, mà mình hiểu rõ Đức A Di Đà là ai, mà mình đồ tốt của khi mình niệm gì mình có tương ương với khí phần của A Di Đà. Bởi vì nếu mà chỉ thuần Nam Mô A Di Đà Phật không, nó chỉ là âm thanh thôi, nó chỉ là âm thanh thôi, hiểu không? Thì nếu mà mình giữa Nam Mô A Di Đà Phật mà mình hoàn toàn không nghĩ gì khác, mình chỉ chuyên chú về âm thanh thì nó một là thiền âm thanh. Thành ra có nhiều người họ không biết là ví dụ như có ông thầy nào ở dưới Houston đó, xuất bản của niệm bất niệm từ niệm bảo đảm giảng sanh, thầy không biết nó không biết là ngài vị đó có bảo đảm giải bản sanh hay không, nhưng mà trong kinh không có kinh nào nó bảo đảm bản sanh, không có ai bảo đảm được hết, không ai bảo đảm được. Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Bổn Sư cũng không bảo đảm được cho mình bản sanh, hiểu không? Làm sao mà có một người bảo đảm được? Mà bất niệm tự niệm tức là Nam Mô A Di Đà Phật, mà chỉ chú trọng đến rồi làm sao cho nó trở thành nằm nhắm mắt cái gọi nó Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái đó là một kỹ thuật tu thiền đó, chứ không phải là tu tịnh độ. Bởi vì tại sao có những bên thiền năm tông cũng vậy, ví dụ mà họ dùng một chữ, ví dụ như mình niệm mật gì đó, một âm thanh nào đó, đó. Thì còn mình một thời gian tự nhiên cái mình nhắm mắt là mình để ta yên tĩnh, cái tự nhiên năm tông nó nói là mình nghe tông như vậy. Và tại sao nó không đó, mình nói là như vậy là nhập tông, nhập cái gì, tại sao vậy, một thời gian sau nó biến mất. Tại vì mình không niệm nữa thì tự nhiên cái chấn động nó bây giờ âm hưởng nó bắt đầu từ từ nó mềm. Cũng như là ví dụ như mình lắc cái chuông thì nó lắc qua lắc lại vậy nè, từ từ nó hết cái sức nó thì nó ngừng lại, thì là niệm tiếp. Như là tức là chưa hề được cái gì hết, tức là phản xạ của tâm thôi. Nếu mà cho đó là cái là được cái phần như A Di Đà thì thầy nghĩ không có, mà tâm có tha thiết như A Di Đà hay không hôm trước không chắc được. Thành ra nếu mà muốn theo cái mà nếu mà muốn tu mà tịnh độ mà tương ương, nó là có hai cái đi để vào, là bởi vì thầy phải cho tăng trưởng lòng tin. Thực sự mình có chắc tự tình tin tưởng lòng Đức A Di Đà còn lúc Phật tăng tiến không, chưa chắc được, hiểu không? Thành ra bây giờ dùng cả hai cái phương cách là chánh thường, tu phương pháp chánh thường và tu phương tiện. Thế là cái người mà tu chánh thường để tăng trưởng cái niềm tin, nó bởi vì mà phải tăng cái đức tin của mình, cái tính là cái lòng cái động lực để mình đi vào, để mình giảng sanh tịnh độ là phải có tính. Mình có hai cái phương pháp để mình tu, là phương pháp mình tu chánh thường và tu bằng cái phương tiện đặc biệt. Bởi vì nếu mà tâm mình thật sự, tâm mình đối với cái sự cầu giảng sinh phải càng lúc càng tha thiết thì được, nó càng lúc nó càng mình càng thấy cái mình có cái khí phần tương ương với A Di Đà, hiểu không? Chứ còn nếu mà giả sử mà tu mà cái âm thanh là âm thanh mà mình là mình thì cái đó không nhầm với nhau. Mình có thể tụng rất là lâu, mình tụng rất là nhiều, mình có thể năm ngày của tháng kia, mà thầy biết chính thầy không, chính thầy mười mấy năm ở tu niệm Phật tịnh độ, thầy không có thâm nhập khí phần, là bởi vì nó là âm thanh mà mình là mình, thành ra hai cái nó không có đi với nhau được, hiểu không? Cũng như hôm qua nói là mình giảng về bà tháng nào nhiếp thọ chánh pháp, mình thơ là đem chánh pháp là sao nhiếp thọ, nhiếp nó thành mình là chánh pháp là mình, thì lúc đó cái pháp nó là mình là pháp thì nó mới tương ương với nhau được. Thì cũng như vậy cái người tu A Di Đà cũng vậy, tại sao các tổ tu thành công rồi các ngài niệm đến một cách nấp nhập vào thành A Di Đà, tính là ngài tức là A Di Đà là mình. Còn mình còn thấy A Di Đà tới nước đó thì nó là A Di Đà còn phía ngoài mình, thì cái đó nó chưa bảo đảm gì, hiểu không? Thì bây giờ quý vị mỗi người cái căn tư niệm mỗi thầy giảng người khác, thì hôm nay thầy không có nói thầy có để mà buồn ngược mà sau này thì thầy nói là ví dụ như kiến thức của thầy về tịnh độ hay gì hơn ai, nhưng mà cái thể nghiệm của mình là thầy tu tịnh độ nó không có tương ứng, mà bởi vì không có vô được, mặc dù thầy cũng gào thét A Di Đà khủng khiếp, lúc đó thầy la dữ lắm, la lớn nhất, hiểu không? Mà cho thất nữa, đóng thầy cấm bế quan nữa, đóng cửa
nghĩa là cũng nhờ ông đồng ông bạn và ông hỗ trợ cho tôi cho qua kiểu có không có ở đâu cũng ở trong một tuần lễ thôi thì cũng niệm cũng nghĩ rằng ha cũng như cầu cho tôi nhất tâm bất loạn là không có nằm dưới có cái gì nó mình và A Di Đà cũng có một cái gì một bức tường ngăn cách tình chỉ tại vì mình vì não nó nặng quá hay sao mình không có vô được không vô được thành ra 20 năm thầy phải đi cáo tượng hay gì là không phải là bởi vì bây giờ thầy vẫn là tin tới một vị tịnh độ thầy vẫn kỹ năng các người tu tịnh độ vẫn có phần bản sanh nhưng mà đối với thầy mà nếu giả sử Nam Mô A Di Đà Phật một câu mà nói đạn sinh thầy tin có thể là quy cầu tin nhưng mà thầy nghĩ là phải tu thêm còn mạnh khác là bởi vì cái lực của mình cái tâm mình không đủ nó không có đủ tâm lực nó không đủ mạnh tính tâm nó không đủ mạnh vậy tạm thời cái tâm mình nó chưa có phiền não nó còn nhiều nó chưa có thanh tịnh nên nó phải tương ương mới được thấy không thì bây giờ làm sao tương ương thì bây giờ có hai cái phương pháp tu không hẳn là phải tính tâm tăng trưởng là bằng cách một thứ nhất là tu chánh thường đạo là phải vừa tu vừa làm tức là vừa niệm Phật mà phải vừa làm trên cái công hành đại thừa dùng cái hành để vô vô bằng hành tức là phạm tu lục độ ba la mật khi mình tu những lục độ ba la mật mình tu bố thí trì giới mình quán bồ đề tâm mình thấy mình càng lúc mình tương ưng với chúng sinh mình càng thương chúng sinh thì mình thấy rõ ràng là mình mới thể nghiệm được A Di Đà thương chúng sinh bao nhiêu còn giả sử mình không thương chúng sinh mình nói mình thương A Di Đà thì nghĩ không có mình thấy không có đó là giả tạo gào thét là cái thiện sự trong tâm vẫn còn hoài nghi trong đây không biết giảng sinh hay không thiệt sự là những người tự hỏi thì thử coi có chắc như vậy là cái gì có tin hoàn toàn tin A Di Đà tới tin nhận tới đây rước người về thực lạc thầy có nghĩ là 10 người hỏi thì 9 người phải ngoài đi thật ra có nhiều người họ có nói là rõ ràng con niệm A Di Đà không biết có giảng sinh không thì rõ ràng cái người đó là cái tính tâm chưa được mà tính tâm đã trong đức trong kinh nói rõ ràng nếu mà còn một chút hoài nghi là không bán sanh được lúc đầu hỏi một sự tín tâm tuyệt đối chứ không phải được kinh trong chân ngoài không giảng sinh thì con thấy như thầy thế kia thì cái đó là không có phần nữa không có phần nữa thành ra bây giờ phải tu bằng cái công hạnh thành ra tại sao mà trong kinh quán luận đó đức phật nói như là tu tam phước tu tam phước mới có thể vãng sinh được nếu mà các niệm phật không đủ thành ra mà tại sao phải thứ nhất là phải làm sao cái gì tam phước thầy giảng rồi mình phong tam phước rồi. Con không nghe thầy giảng con không nghe nhưng mà cái gì phước đức thì trí đức cái gì mua không phải thầy không phải nó được rồi không phải cái là trong phong kinh quán của lượng thọ phải tu tam phước ngài tịnh không cũng giảng phải tu tam phước thật sự nó đã nói thầy nói cái chuyện nghe nhiều người nghe ngài tịnh không nói là thoáng là nó chỉ niệm phật thôi còn qua bỏ hết thì nghĩ cái đó không phải được phải không phải bổn lý ngài tịnh không nói giảng vậy đâu thầy nghĩ không có nếu mà giả sử không số người theo tịnh ngài tịnh không rất cuồng nhiệt thì không biết họ tu cái gì nhưng mà thầy không tin rằng ngài tịnh không chỉ giảng rằng nằm những A Di Đà Phật là giảng sanh mà không cần làm gì không cần nghe kinh không cần cái lại có một cái gì nào ở cư sĩ nào gì đó lớn tiếng nói là không cần cái gì đó. Chỉ cần A Di Đà Phật còn là bỏ hết nên là không cần tụng kinh không cần tam tạng mà nếu như vậy thì ngài tịnh không giảng lung tung kinh thì giảng dưỡng chơi sao giảng để giải trí thiên hạ sao bởi nếu những đó không cần thiết là tại sao ngài tịnh không là cái người chủ trương tu niệm phật mà tại sao phải giảng nhiều kinh vậy vô lý không không lẽ ngài làm chuyện vô ích giảng thì ngài nghĩ là ít lợi chúng sinh nhận cái giảng có ít lợi chứ tại sao phải bỏ kinh điển là sao thầy nói thầy không hiểu mấy vị tu tịnh độ như thế nào có gì để tam phước là phải đọc tụng đại thừa khuyến chí hành giả tại sao nói là không đọc kinh đại thừa cảm thấy không hiểu có những người đi cực đoan như vậy bỏ hết mà chỉ nói như là Phật là đủ
Thì cái đó là họ họ nghĩ như vậy, nhưng mà thầy thầy không biết nó phải vậy không. Người tình mười người tu tịnh độ là phải tu trang nghiêm tịnh độ, là phải tu tam phước. Thầy nói thầy không biết quý vị đơn giản hóa cái pháp môn tịnh độ thì cái đó là quyền quý vị, nhưng còn bảo đảm được giảng sinh hay không có chuyện khác, mà giảng sinh được phẩm vị nào cũng là cái chuyện khác nữa. Không phải mà quý vị nói những người thầy thấy những người mình đưa cái tịnh độ pháp môn trở thành mê tín. Thí dụ như một con chuột trước lắc lắc cái đầu nó ra mình đang lạy Phật. Trời ơi, đăng lên YouTube rồi nói là thôi chuột này đang lạy Phật. Rồi con heo ra tự nhiên đến cửa chùa nó hết đi được, nó lết vậy cái đi nói đâu nó đang lạy Phật. Đạo Phật đâu phải chịu đạo cho con nít nó chơi nữa. Đâu phải cho người dốt nát, hoàn toàn không biết kiến thức gì để mà nói những chuyện mà hoàn toàn mà tính dùng ngu si như vậy. Đạo Phật là đạo trí tuệ, chúng ta có đến chỗ mà đến chỗ mà mê tín dữ, mà đoan cực đoan dữ như vậy. Mà có những người tu Phật giáo mà tin như vậy thì cái gì? Mình phải hỏi đặt vấn đề lại. Mấy người đó họ đang làm cái gì cho Phật Pháp mình? Họ đang phá hoại Phật Pháp mình. Họ để cho bên tờ tiểu thừa cho những cái người mà bên ngoại đạo họ cười vô trong mặt Phật Pháp Đại Thừa mình. Rồi cái ông Tăng bưng cục vàng cười hề hề là cái gì? Hoàn toàn phá hoại Phật Pháp mà không thấy được như vậy mà mình bởi vì mình tu riết mình trở thành ngu dốt, mình không biết thì nó phỉ báng Phật Pháp mình không biết. Mình còn cười ra, mình còn vỗ tay nữa. Để lên Facebook, để lên YouTube rồi ca tụng con chuột nó lạy Phật. Con chuột đang dịch kinh phong mà nó lạy Phật cái gì? Con heo nó đang bị tê liệt, nó đang bò không nổi lên, nó quỳ đó, người ta sao nói nó lạy Phật cái gì? Nó lạy Phật ở đâu trong đầu nó có cái niệm nào Phật nào trong nó hiểu Phật là cái gì mà nó lạy? Mà mình tin sao? Phải không hiểu được. Mà những người có trí thức đó chứ không phải là những người mà người dốt nát mà bình dân mới học lớp 1 lớp 2. Những người bằng cấp đại học mà đem những cái đó ra để mà cho đó là Phật Pháp chính truyền. Phật Pháp là như vậy, Đức Phật giảng Bát Nhã Ba La Mật làm gì? Tại nên mình thay bởi giờ mình thuyết là mình không còn phân biệt được cái tu cái đạo Phật là cái đạo mà trọng trí tuệ gì cũng là tín ngưỡng thần giáo mà cái là mê tín gì đó. Học Phật mà không có mắt trạch pháp như vậy, vô tình chúng mình phụ họa theo cái tuổi mà vô tình luôn phỉ báng Phật Pháp, đem cái Phật Pháp thành một cái tôn giáo đê cấp. Tôn giáo mà thờ chuột, thờ heo thì sao? Ta không biết được, thành ra quý vị mà không chịu nghiên cứu Phật Pháp, không chịu nghiên cứu đi vào trong giáo lý mà chỉ theo cái hoàn toàn cái niềm tin nào đó mà không có sự chứng cứ nào hết, mà tối ngày cứ cổ vỏ những cái hình thức mà đi đến cực đoan quái đản quái đản gì thì không biết được Phật Pháp đi gì đâu. Thấy không? Thì bây giờ cái người mà mình phải tu tam phước, tôi là thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu, kính trọng sư trưởng, từ tâm bất sát tu học thiện nghiệp, đó là một phước. Nghe là cái mình cái bổn phận gia đình mình phải làm, hiếu dưỡng phụ mẫu mình có làm không? Một đầu giảng sinh tịnh độ, bất hiếu với cha mẹ mình là khinh mạng sư trưởng, rồi những ai như là Phật cầu giảng sinh tịnh độ cầu được không? Chưa chắc. Thế nên những cái bổn phận ngay là phần cơ bản nhất, là người mà không làm mà đi mơ chuyện thánh hiền nào trên trời với đó. Là Phật rất là thực tế, không có hứa hẹn cái gì cao siêu ngoài cái thực tế trên thế gian này. Đạo Phật là đến đây để làm cho con loài người trở nên hạnh phúc. Mà nếu mình quên cái đó thì mình cứ tưởng tượng mơ hồ đó. Quên gia đình, quên cha mẹ, quên anh em, mình có tối ngày như niệm Phật cầu giáo sinh tịnh độ. Mà quên cả bổn phận của mình đối với lại người ở đây. Tôi đang đau khổ, không chịu giúp đỡ người ta. Mong một ngày mai được nghĩa là cởi thuyền rồng trở lại. Cái chuyện nó lâu dài quá đi. Hiểu không? Rồi một Phật. Rồi thứ hai là thọ trì tam quy. Tam quy thọ chưa? Tam quy có đắc tam quy không? Tam quy là sao? Là nhất là quy Phật, là không quy thiên thần quỷ vật. Mà tối nay ra lại bà thiên mẫu, là bà thiên hậu nè,
Vũ Thi Quyền Nữ nè, cái gì đó, nghĩa là mẹ này mẹ nọ. Trộm thì ông Tám là bà Chính là cô Út nè. Mà như vậy là nghĩ là mình biết quy tam bảo sao? Ngay cái tam quy tam bảo chưa có được đường lối chuyện mình giảng sinh trình độ không có đâu. Quy tam bảo không có nói chuyện gì? Đức Phật không phải Đức Phật A Di Đà không thể mà người nào cũng nhớ được không có. Thầy không tin điều đó. Nó phải có điều kiện mới được. Thầy đã giảng rồi. Cổ tịnh độ Đức Phật A Di Đà lập cổ tịnh độ giống như là thầy cho thí dụ hoài. Là nước như nước Mỹ họ có cấp một số học bổng cho học sinh nghèo những xứ nào xứ nghèo như Ấn Độ hay bây giờ nước hay là những thứ Phi Châu hay gì đó để qua đây để học thành tài với điều kiện là không còn phải lo cơm áo gì ở bên những xứ nghèo đó họ bị những cái hoàn cảnh khốc liệt những hoàn cảnh nghèo nàn họ tu họ học không có thành công được bây giờ nước Mỹ này giàu có bây giờ cho số học bổng cho những học sinh nào bên những nước đó qua đây nhưng mà những học sinh đó phải sao? Nó phải có tiêu chuẩn chứ không lẽ thằng dốt nát A, B, C, D đọc cũng xong mà đi qua được tập bổng nước Mỹ sao? Thì mình cũng vậy đó hả? Đừng giỡn. Không có phải mà đừng Đức A Di Đà mà tôi là toàn bộ. Nếu mà muốn vậy thì nếu mà Đức Phật có A Di Đà kéo tất cả mọi người về thì cần gì niệm Phật nữa? Ngài cứ thống hào quang kéo hết, ta bà về hết, khỏi cần chuyển tuyển chọn gì nữa. Biến cổ ta bà này dùng thần thực, biến cổ ta bà này tịnh độ đi. Mà nếu được như vậy thì Đức Cổng Sư đã làm rồi. Đức Cổng Sư đã biến cái cổ này thành tịnh độ cho Sá Lợi Phất thấy rồi đó. Có biết không? Có những câu chuyện đấy không? Trong Kinh Di Ma Cật. Thành ra mình rồi, thứ hai là Thọ Trì Tam Quy. Bây giờ mình chắc có đắc tam quy chưa biết được. Ủ túc chúng giới thì là gì mình thọ ngũ giới mình giữ trừ ngũ giới cho trọn vẹn. Hay là mình thọ bát giới mình thọ giữ bát giới trọn vẹn, mình thọ mười giới mình giữ mười giới trọn vẹn, mình thọ ủ túc giới mình thọ ủ túc trọn vẹn, mình thọ thất giới mình giữ trọ thất giới trọn vẹn, cái là ủ túc chúng giới. Rồi bất phạm quy nghi. Tức là ngay trong cái quy nghi mình cũng giữ hồ vốn hồ là những cái chuyện mình tội là tội lỗi nặng. Rồi cái thứ ba để mà mình tương khí Phật của Di Đà là phải phát bồi tâm. Cái đó là điều kiện tiên quyết mà giờ quý vị không phát bồi tâm không có tịnh độ. Bây giờ tại sao vậy? Tất cả những chúng sinh này đó là phát bồi tâm. Trừ những trường hợp của Trương Thiện Họa, Trương Trung Húc. Có đó là trường hợp bất đắc dĩ, nải chí thập niệm. Mà nải chí thập niệm tức là hạ phẩm hạ sanh. Chỉ bất đắc dĩ đến cuối cùng không còn nữa cái tên Trương Thiện Họa này cả đời nó giết trâu giết bò nó chẳng biết Phật pháp vậy. Nải chí thập niệm cuối cùng khi có thiện tri thức đến cứu nó thì nó Nam Mô A Di Đà Phật được 10 niệm thì chỉ có một trường hợp độc Trương Thiện Họa độc nhất trong lịch sử nước Tàu thì Trương Thiện Họa với Trương Thiện Họa giết trâu giết bò mà Trương Trung Húc thì giết gà chứ hai tên hai ông đó thôi à thì em thấy ghi tên thứ ba nữa. Ở đây còn vậy đó chưa dư vô danh đệ nhất dư vô danh đệ nhị vậy cái này còn cái kia chỉ có một sao hai người đó gọi sanh là sao thì lúc năm này nó đó tức là nó cả đời nó giết gà giết hoặc là giết trâu nó không biết gì hết nhưng mà đến chừng nó chết đó thì nó thấy địa ngục hiện ra cái Trương Trung Húc cái Trương Thiện Hòa thì bị cái tiếng địa ngục hiện ra thì nó thấy nắm lửa phần thượng tới vậy nè thì không biết là cái đời thiện căn của ổng là như thế nào, ổng đã có thể đã tu pháp môn tịnh độ rồi, thì ổng có kêu bà vợ là thỉnh dùm cho thầy một cấp ông thầy, tại lúc đó chết rồi ổng còn nghĩ đến đó lớn trọng, đâu phải dễ thường như đó, nó mời dùm tu một ông thầy đến đây, thì ông thầy ổng đến đó, thì ổng mới là kêu thì tôi hiền hòa bây giờ mà ông chịu khó ông niệm Phật đi. Thì lúc đó là thắp nhang đưa cho cái đó ông cấm nhang đại Phật học thì ông cấm Trương Hòa cấm cầm cái nhang này là chưa có miệng hát hạ A Di Đà Phật chưa kịp cấm nhang thì trong cái trong trạng mà nghĩa là như vậy đó thì lúc đó thì
cái tâm cũng mất đi vào cái cảnh giới nhất tâm bất loạn rồi, bởi vẫn không còn cái một hy vọng nào khác nữa. Thì trong cái giờ lúc đó hoàn toàn đặt cái niềm tin vào trong cái ông Đức A Di Đà, lúc đó ông đặt cái niềm tâm bất loạn thì Đức A Di Đà hiện ra. Nhưng mà ông nói gì về cái hạ phẩm, không phải A Di Đà hiện ra nữa mà hoa sen hiện ra, thì ông theo đó mà ông đi về cũng được hạ phẩm hạ sanh. Thì đúng là dĩ nhiên thì đới nghiệp, thì dĩ nhiên là đới nghiệp vãng sanh rồi, nhưng mà chỉ không phải là có thể trường hợp mình được, bởi vì làm sao mình được, giả sử mình giết dạy cho con trâu thì thế rồi, thấy không? Rồi trương trung quỳ đó, trương trung hút chứ, thì thấy gà, giết gà thì cũng trường hợp tương tự vậy đó. Thì khi chết thì thấy gà đó, nó mổ mắt chảy đó, đó này. Thì cũng giống như Trương Thiền Hòa cũng là la hét về cầu, thì cái đó là những người có chung cái thì thấy gì đó phải thể hiện căn mới được. Chứ nếu mà giả sử như giết dê giết gà ngoài đường đó là làm gì mà biết A Di Đà Phật chứ mà kéo, bao nhiêu người đâu có thấy thứ người thứ hai nào đâu. Nhưng mà cái đó là bản án, bởi vì lúc đó là thấy gì gọi địa ngục, thì bây giờ đi về kia bị giam rất là lâu, giam nó để trả tội quả báo, là bị ở trong ngục sen 12 đại kiếp, còn lâu hơn địa ngục nữa. Địa ngục vô đúng 1 đại kiếp mà vô đến 12 đại kiếp, 17 tỷ năm, 17 tỷ năm tức là khoảng 4 lần cái quả địa cầu của 4, quả địa cầu nó mới có 4 tỷ rưỡi năm à. Mà cái lâu xa dữ như vậy, mình 12, 17 tỷ năm, ai hám? Người nào hám hạ phẩm hạ sanh? Thầy không hám? Thầy không hám. Thì bây giờ không, bởi vì thế không? Cứ nói giờ khó thì không chịu làm, thì bây giờ khó thì không chịu làm, dễ thì không chịu làm luôn. Thì bây giờ thầy nói gì đó, tức là bây giờ phải tu tập phước. Tức là một bên là phải niệm Phật, một bên phải tu công hạnh. Thành ra tại sao mà trong cái nguyện thứ 17, thứ 18, có bao nguyện thứ 18, 19, 20, thì trong nguyện thứ 18 thì nói là cái người đó, thấy không, nhất hướng niệm chuyên niệm về nước ta, chứ không nói niệm Phật. Nguyện thứ 18 nói vậy đó, tức là người đó dùng cái tâm quán sát, quán cội tịnh độ, công đức trang nghiêm của Đức A Di Đà như thế nào, cõi tịnh độ như thế nào, người đó dùng tâm quán sát, nhất tâm chuyên chú quán sát, chứ hoàn toàn không nói gì Nam Mô Di Đà Phật. Rồi cái người cái quyển thứ 19 và 20, người đó tu tất cả công hạnh, được hồi niệm niệm hồi hướng về cái cõi nước ta, thì cái người đó dùng công đức tu của mình để mà vào cầu giảng sinh tịnh độ. Thì trong kinh Vô Lượng Thọ đó, là cái người đó toàn là dùng tâm niệm thôi, bởi vì niệm tức là dùng tâm niệm, hiểu không? Còn cái mặt cái gì là, còn cái dùng cái khẩu á, mà nào ông A Di Đà Phật đó không kêu là niệm, cái này không phải là niệm Phật, mà xưng danh hiệu, hai cái khác nhau. Niệm tức là phải dùng tâm mới niệm được, niệm tức là nhớ niệm, quán niệm, lúc nào cũng tưởng nghĩ đến người đó. Thành ra cả trong kinh mà Thủ Lăng Nghiêm nói, Đức Đại Thế Chí Viên Thông Chương giống như là mẹ mà nhớ con, mà con nhớ mẹ, hai người nhớ nhau mới được. Mẹ nhớ con mà con không nhớ mẹ thì cũng không cách nào gặp nhau được, mà con nhớ mẹ mà mẹ không nhớ con thì cũng không gặp nhau được. Thì bây giờ Đức A Di Đà là mẹ đang nhớ con, mà con là mình là con, mình không nhớ mẹ, mà không phải là nhớ lâu lâu mới nhớ lần, không phải vậy, mà lúc nào cũng nhớ. Lúc đó mình Đức là A Di Đà, A Di Đà là mình thì mới được. Không, cái niệm A Di Đà không ra khỏi tâm mình bất cứ lúc nào, lúc đó mới tương ứng được. Mà lúc đó tại sao mình thương nhớ mẹ mình phải biết.
Giả như mà giả mình nói mình nhớ mẹ mình, nhưng mà thực sự là nếu mình không có thương bà là sao mình nhớ bà được. Cái mục đích là cái quan trọng là cái mình phải thương cái người đó mình mới nhớ được. Mà làm sao thương thì phải biết người đó có những cái gì đẹp, những cái gì hay mình mới thương được chứ. Còn nếu mà nhắm biết A Di Đà chỉ biết A Di Đà rồi vậy thôi, rồi đọc sơ sơ à, có phóng ngang của 48 nguyện độ chúng sinh rồi gì tu di ứng chuyển Phật hào, đối với mình những cái dòng đó, nó rất là xa lạ. Nó mới nhập gì với tâm mình đó. Mình cần cái này để mình thương A Di Đà là mình phải ngày đêm quán tưởng công đức của Ngài, quán tưởng cái ân đức của Ngài đối với chúng sanh. Mình phải càng nghĩ như vậy mình mới thương được. Chứ còn một ngày mình chỉ niệm là tứ thập bát nguyện độ chúng sinh cửu phẩm hành đến năng lý ngài, nó trở thành gì cũng thuộc bài, nó có khỉ gì đó. Mình đã có thấy thương được A Di Đà hơn đó. Nó cũng vậy thôi, ngày trước đọc nó nhàm, nó càng lúc mà đọc cũng càng không thấy thương, càng thấy A Di Đà xa lạ nữa. Thiệt sự là vậy, đọc viết nó thành ông nhàm bởi vì có quán tưởng, không thấy càng lúc càng tha thiết. Ví dụ như bây giờ tại sao mình thương mẹ mình rõ ràng bà làm cho mình rõ ràng, bà thương mình nhớ rõ ràng, bà hồn quá mình lặng những cái bà đem cái áo lên bên trùng cho mình, hay là tối mình buồn cái bà tới bà ru con ru cho mình ngủ hết gì cả. Lúc đó mình mất những cái ân tình nó mất bắt đầu mình cảm nó rò rực trong tim mình mới thương chứ đâu có học thuộc lòng gì mẹ già như Chúa chính cao gì đó, cái đâu nhầm gì mình. Thành ra bây giờ cái gì số thật có thực tế, có sự thật hành, tại sao mới tu thiền quán là vậy? Phải quán tưởng mới được. Còn mà gào thét A Di Đà vào đầu giảng sanh thủy, cái chuyện đó là một cái phụ thôi, nó chỉ là tăng thượng duyên chứ không phải là nhân duyên để giảng sanh thủy đâu. Thầy không thiết lập được cái tâm đó, thành ra thầy nói thầy đi theo không buồn đường tam đạo. Bởi vì hình như là cái gì mình chưa thông thì nó thật sự ở những cái năm ở bên Đài Loan 10 năm mình đó. Hồi xưa tráng thì còn đen hơn, tráng anh Minh An mình đập cái ngày cứ dập lại phần mà dập đầu xuống đất vậy nè. Em vui đấy, hai đầu gối đen hết trơn, phần bầm hết hai đầu gối. Tưởng như vậy là giảng sinh rồi ca lai, cúng sợ. Mà niệm Phật thiệt lớn mình đó. Gào thét như là những này. Đi ai nhưng không được đâu. Là từ từ thấy nó không được, không vô được, tức là biết mình không có không từ không phải có môn tu không đúng, không phải là không kinh nghiệm mà tại mình tu không đúng, không đủ công hạnh. Thì bây giờ thầy nói như vậy để cái gì của người kinh nghiệm chỉ nói là nó sơ sơ thôi, cái kinh nghiệm của thầy Phật Chánh có thể là Phật kinh nghiệm quý vị, thì mình cảm nhận được mình tương ưng với A Di Đà, hay là mình nếu chưa tương ưng thì phải tìm cách để tương ưng. Còn thí dụ như anh thân An nó không phải gì, ông trưởng giả cho mình, ông trưởng giả là dễ dàng, chưa chắc là. Không phải ai mà, nếu mà vậy thì thầy nói nếu mà mình chỉ nghĩ rằng có sẵn gì cho mình, mình chỉ cần kêu gào tên ông muốn cho mình thì ấy không có. Hiểu không? Cái cũng vậy, cái đó là những cái thí dụ để khuyến khích, để an ủi mình, cũng còn có người để lo cho mình, nghĩ cho mình, nhưng mà mình nhớ rằng cái gì cũng vậy, không có pháp nào ra khỏi nhân quả. Đức Phật A Di Đà cũng phải tuân theo nhân quả giống như Đức Phật Thích Ca. Nếu mà như nó vừa mình mà thế, bây giờ mình nhiều người nghe thì giảng tưởng là thầy phản tình độ, không có. Ví dụ như nó nói thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất, cái đó không phải, không có cái Phật A nào mà đệ nhất hết á. Nhưng mà tại sao vậy? Trong tâm mình muốn tâm nâng cao một cái đối tượng để mình quan tâm đến nhiều hơn thôi, chứ không phải là A Di Đà đệ nhất. Bởi vì Phật đại đồng, Phật đạo đồng, không có Phật nào mà nhất mà không Phật nào là nhì. Nếu mà nói mà Di Đà mà được trở hào quang thì Đức Bổn Sư mình cũng được trở hào quang. Khi hiện thân Lô Sát Na, hiện thân thì Lô Cha Na ở đạo trường Hoa Nghiêm được trở biết bao nhiêu pháp nhớ. Thấy rõ ràng thấy không? Đọc Kinh Hoa Nghiêm thì rồi thấy Đức Tỳ Lô Chân là Lô Sa Na của mình, thấy khủng khiếp không? Đâu có thua gì A Di Đà đâu. Thì đối với A Di Đà đệ nhất đâu có được. Nhưng mà bây giờ những người tu, để khuyến khích những người tu tịnh độ thì nói như vậy, phương tự nói để người ta ký tâm và tâm niệm A Di Đà. Còn nếu mà hiện có tịnh độ, Đức Bổn Sư cũng hiện có tịnh độ được như thường.
mà có tín đồ đức bổn sư vẫn có ở đây nè, tại vì mình không có đức bổn sư không muốn mình gì đâu, Phật dạng không linh, tại nó phải kiếm người khác giới thiệu cho mình đi. Tại vì sao vậy? Nếu mình nói đức bổn sư nói đây cõi ta là trang nghiêm tín đồ thì vững tin. Tại vì rõ ràng mình thấy đâu có gì tịnh độ đâu, thì dơ giấy bẩn thỉu toàn dân ác không mà. Mình không thấy được, thành ra nếu có sư nói đây là cõi tịnh độ mình không tin. Thành ra bây giờ sao? Con người mình vậy nè, mình dẫn, mình hướng gì cái gì không có trước mắt thì mình hướng về mình. Mình tưởng tượng. Ví dụ như hồi xưa mình nhớ, mình ở Việt Nam mình còn nhỏ, nghe nói Mỹ rồi mình tưởng tượng thiên đàng không? Tưởng tượng khủng khiếp. Làm sao mình dám qua Mỹ rồi, hoặc còn Mỹ lệ trang nghiêm. Thầy nhớ cô Út thầy nói ha, lúc hai đứa còn nhỏ nói, trời, tao tưởng tượng chắc bên Mỹ nếu mong sinh chắc cỡ sinh thì ngồi xe hơi đi ăn xin trời gì nè Phật. Rồi giao qua đây sao? Cũng vậy thôi. Thì bây giờ nếu mà Đức Phật nói là đây tạ cõi là cõi tịnh độ, sao lại bắt đầu tin đâu? Rõ ràng Đức Phật đối với lại Ngài Sa La Phất là cõi ta là cõi tịnh độ, Đức Ngài Sa La Phất không tin. Đừng cảm thấy hiện cõi tịnh độ chứ là Sa La Phất thế. Thì nếu mà bởi vì cho nên Phật nhà nó không linh, cõi mình người chỗ mình đang ở mình thấy trước mắt là cõi bẩn thỉu, cõi quế độ. Mình nếu mà nói đây là cõi tịnh độ mình không tin. Thành ra bây giờ sao? Mới nói ở phương Tây mình có tịnh độ này để mình tưởng tượng rằng mình hâm mộ mình trở đi về. Đó là phương tiện thiện xảo. Thiện xảo của chư Phật một cách độ chúng sinh cho mình cảm thấy mình hâm mộ, mình cảm thấy mình hoài niệm, mình cảm thấy mình thương nhớ, mình cảm thấy mình sùng kính để mình mong đi về đó. Chứ thật sự đây là cõi tịnh độ, nếu mình thấy người đó học được thế không? Mình phải đau thiệt là sao vậy? Mình phải làm cho nó hiển hiện ra, tự nhiên nó thành tịnh độ thôi. Thì Đức A Di Đà cái tổ tịnh độ A Di Đà cũng phải cho nó hiển hiện bằng cách dùng tâm mình vận chuyển cho nó hiển hiện cõi tịnh độ A Di Đà, và cách tu các công hạnh Bồ Tát niệm Phật hay là dùng cái tâm mình chuyển. Thực sự cái pháp môn này pháp môn chuyển tâm thôi, không có gì. Nếu vì chỉ năng bao nhiêu là Phật, nếu vì không chịu chuyển tâm thì thôi thật bảo đảm không có giảm sanh tịnh độ. Nếu ngày mai mà thân tham sân si 100% như vậy mà đòi thời gian sinh tịnh độ, cái gì là gặp quý vị như là ông kệ thuốc. Thật sự là vậy, đừng bao giờ nói anh nói cái gì, cái khí phần nó phải tương ưng với cái cõi đó. Nó phải luôn luôn phải có sự tương ứng thì tự nhiên cái chỗ đó hiện ra. Khi việc mà thấy Đức A Di Đà tới trước mặt mình, tức là khí phần của mình đã tương ứng với tình độ A Di Đà. Bằng cái phong pháp và tất cả phương tiện thiện sẵn Đức Phật bổn sư mình đã cho mình thấy vậy, bằng những phương pháp này pháp kia. Mà Nam Mô A Di Đà Phật thiện đà, từ ngày thiện đạo trở đi mới. Cái trước đó tại sao mà nếu mà đọc kinh tịnh độ cho kỹ đó, là ngài Đàm Loan dùng phương cái chữ thập niệm đó, ngài bẻ cái ý nghĩa của nó chân chánh là bên ngài, nghĩa là thay vì thập niệm mà dùng tâm thì ngài thấy nó quá khó cho những người tu, thì nó chuyển thành mười mua như là Phật mười niệm, nhưng thực sự nó không phải. Tuy nhiên là Phật thì đại khái thì thầy chỉ tâm đắc vậy thôi, chứ còn quý vị tu thì cứ tu, mà làm sao cho mục đích quý vị phải tự kiểm soát tâm quý vị là 10 năm nữa mà quý vị cảm nhận rằng quý vị càng tin Đức A Di Đà, quý vị càng niệm Phật nghĩ là mình càng lúc càng bảo đảm giảng sinh, càng lúc mình kiên cố bằng cái niệm đó thì quý vị có thể có phần. Bởi vì mà còn hoài nghi, còn thấy biết sao đây nữa thì cái chuyện đó là nên xét lại lập trường phải tu thêm một cái công hạnh Bồ Tát nữa. Thì như là Phật thì chút đỉnh tâm đắc thì có thể sai, có thể đúng. Có thể học được chút đỉnh hay là không à, thì vị này nào mà ở lại đây tối nay để nghe kinh thì có thắc mắc gì thì cho thầy biết, thầy giải đáp nếu mà thầy biết được à, đây là Phật vậy nha. Rồi những đệ công mà đến này hương hương.